anh chị cái này mới bứng ha, anh chị về để tầm khoảng hơn mấy tuần tháng gì là đâm trò mạnh rồi mình hãy trồng nha anh chị cho dễ chứ. Rồi cô chú anh chị nào đang xem nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ em nha cô chú anh chị. Rồi. Cái đầu tiên là mã số 350. Cái con là da của nó xù xì nha anh chị. Hoành đây là gần 19. Chiều cao nó là 51. Đường kính bầu 22. Rồi mã số 350 này 550 em bao ship. 351. Cây rất là già luôn nha anh chị. Càng già là nó càng nứt da nha anh chị. Này em không có sữa. Hoành nó 18. Cao là 65. Đường kính bầu cỡ khoảng 24 nha anh chị. Rồi mã số này là mã số 351. 550 em bao ship. Hoành nó 17. Cao đó là 67. Dáng hơi bay luôn ha. 352 này 450 em bao ship. 353. Hoành nó 18. Cao 41. Cây này bầu thì 20. Rồi 353 này 550 ngàn em bao ship. 354. Dông kia nó đóng nha anh chị. Bây giờ mình xịt rửa lên cho đẹp ha. Hoành nó 15,5. Cao là 56. Này cái gân trái chua nha anh chị. Mã số 354. 450 em bao ship. 355. Hoành nó là 15,5. Chiều cao nó là 60. Rồi cây này là mã số 355. 450 em bao ship. 356. Đồng kia nó đóng nha anh chị. Hoành nó 19. Cao nó là 43. Rồi 356. 550 em bao ship. 357. Cái này đẹp anh chị. Mình nhìn cái da nó khô khô vậy chứ nó dễ sống lắm nha anh chị. Hoành nó 18,5. Chiều cao 51. Rồi mã số này là mã số 357. 550 em bao ship. Đây này tay cành đẹp anh chị. Mã số 358. Hoành nó 17,5. Chiều cao của nó là 71. Cái này bầu nó cát ha. Mã số 358. 700 ngàn em bao ship. 359. Hoành nó 22. Chiều cao nó là 76. Mã số 359. 600 ngàn em bao ship. 360. Cây này là mã số 360. Anh chị nghe chỉ cái mã giùm em ha. Chốt đúng mã là em gửi đúng cây nha anh chị. Hoành nó là 19. Chiều cao là 61. Rồi 360. 550 em bao ship. 361. Hoành nó 18. Cao là 42. 361. 450 em bao ship. Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay em giao lưu với cô chú anh chị lô này là linh sam hạt gạo lá nhỏ nha anh chị. Lá nhỏ không gai ha. Nè, hoa nó màu tím nè. Khi nào nó già cành là hoa nó sẽ tím á. À, già cành là nó chỗ hoa thôi nha anh chị. Này em bán là một cặp. Này em báo với mình ha là lá này em vận chuyển đi xa là sẽ bị vàng lá. Vàng lá nó sẽ rụng lá lên lá mới nha anh chị đó, những cái lá non nè. Rồi cái này á, là cái lớp da nó là xù 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 gì. Cái nào mà ẩm ẩm là nó có chốc ra nó bóng bóng là bình thường nha anh chị. Anh chị về mình đừng thay chậu liền. Anh chị cứ để nguyên cái chậu như vậy rồi anh chị cứ tiếp rễ vô từ từ đâm chờ lại anh chị hai chồng ha. Này hoành nó 8.
là 23, sàn nó là 37. Nè anh chị nhìn giùm em cỡ cái chiếc lông thôi ha. Đây cái này nó cũng nhỏ hoành à. Rồi cặp này là mã số 300, 400.000 em bao ship. Mã số 301. Cô chú anh chị nào đang xem nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ em nha cô chú anh chị. À, mã số 301 này. Chiều cao nó là 24, tàng là 36. Này cỡ cái chiếc lông thôi nha anh chị. Rồi mã số 301 này 400.000 em bao ship. Tàng rất là dày luôn chị ạ. Mã số 302 này nè anh chị, nó vàng lá nè. Nó thiếu nước nó vàng lá. Anh chị về tí nước nhiều nhiều vô ha. Vàng lá rồi là nó rụng lên nó mới anh chị. Mình đừng thay chậu liền, đừng cắt rễ của nó. Chiều cao của nó là 22, tàng là 31. Có cây chiếc lông thôi nha anh chị. Mã số 302, 350 em bao ship. Cặp này 350 em bao ship. Linh sang